Đố bạn, tại sao idol giới trẻ gấu trúc ngày nay chỉ được tìm thấy ở Trung Quốc, Phu Bao ở Hàn Quốc, Như Ý ở Nga hay là Noãn Noãn ở Malaysia? Chính là những chú gấu trúc đỉnh lưu nổi tiếng nhất nhì giới Bandabis. Mặc dù là xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà thực chất chúng đều đến từ Trung Quốc. Vậy lý do là tại sao? Thời cổ đại, gấu trúc là một trong những loài thú hiếm và rất là kỳ lạ, không đáng yêu và vô tri như hiện tại. Chúng được mệnh danh là quái thú chuyên ăn thịt, thích nhất là báo và bò cạp. Thậm chí là trong các trận đấu thời xưa, gấu trúc còn được sử dụng như là một loại vũ khí nhờ vào sự dữ tợn của mình. Tuy nhiên, vào thời ấy thì Trung Quốc không phải là nơi duy nhất gấu trúc từng sinh sống. Các nhà khoa học đã phát hiện một số bằng chứng chứng minh rằng gấu trúc còn tồn tại ở châu Âu, đặc biệt là Hungary, Tây Ban Nha và Bulgaria. Cuối thập niên năm 1970 thì một công nhân mỏ than tại Tây Bắc Bulgaria đã phát hiện ra hai chiếc răng hóa thạch nên đã mang đến bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia nhờ thẩm định. Bất ngờ thay, chúng thuộc về một loài vật đã mất từ ít nhất 5 đến 7 triệu năm trước, thuộc kỷ địa chất Messinian. Nghi ngờ con vật đã chết ấy chính là gấu.